Cô chào tất cả các em học sinh khối 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tiết học hôm nay chúng ta cùng ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ 2 sắp tới. Nội dung chính gồm có 3 lớp, đó là lớp bò sát, bài 40, lớp chim, bài 41, 44 và cuối cùng đó là lớp thú, bài 46 và bài 49. Bài 40, đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát. Trong bài này các em chỉ ôn phần 2 La Mã, các loài khủng long. Như các em đã được học và tìm hiểu, khủng long được hình thành cách đây khoảng 280 đến 230 triệu năm và diệt vong cách đây khoảng 65 triệu năm. Về hình dạng và kích thước thì nhìn chung các loài khủng long có kích thước rất là to lớn với hình thù rất là kỳ lạ. Bên cạnh đó các em cũng tìm hiểu nguyên nhân diệt vong của khủng long. Đó là những nguyên nhân nào? Đó là do thiên tai nè, núi lửa phun trào nè, thì những loài khủng long có kích thước to lớn nó sẽ thiếu nơi tránh rét trú ẩn vì hang động bị phá hủy, ha, vân vân. Sự cạnh tranh của chim và thú xuất hiện những cái loài mà có sức sống cao hơn và nó bị thiếu thức ăn nè, bị ăn mất thịt, bị ăn mất trứng, vân vân. Có nhiều nguyên nhân làm cho khủng long bị diệt vong. Trong điều kiện đó thì những loài bò sát cỡ nhỏ như thằn lằn, rắn, rùa, cá sấu thì vẫn tồn tại và sống sót cho đến ngày nay. Bởi vì chúng nhỏ thì trong điều kiện khó khăn đó thì nó sẽ dễ tìm nơi trú ẩn hơn nè. Nhu cầu thức ăn không cao nên dễ tìm. Do đó nó có đủ điều kiện, ha, có cơ hội để sống sót và tồn tại cho đến bây giờ. Đó là nội dung các em cần ôn trong bài 40. Tiếp theo là bài 41. Chim bồ câu đại diện điển hình cho lớp chim. Phần 1 về đời sống. Thì chim bồ câu có đời sống là nó bay giỏi nè và là động vật hằng nhiệt. Thế nào là động vật hằng nhiệt? Động vật hằng nhiệt là những động vật có thân nhiệt cơ thể ổn định trong điều kiện nhiệt độ môi trường thay đổi. Động vật hằng nhiệt so với động vật biến nhiệt thì động vật hằng nhiệt có ưu thế hơn nhé. Bởi vì do nó không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường cho nên sức sống của nó cao nè, sự phân bố rộng nhé. Về sinh sản thì con trống có cơ quan giao phối tạm thời và nó là thụ tinh trong. Đẻ trứng, hai trứng mỗi lứa, trứng có vỏ đá vôi và dầu nõn hoàng. Điểm tiến hóa hơn so với bò sát trong sinh sản đó là nó có hiện tượng ấp trứng nè, và nuôi con bằng sữa nhiều nhé. Đó là những đặc điểm các em cần học lưu ý về đời sống. Phần 2 La Mã cấu tạo ngoài và di chuyển. Về cấu tạo ngoài thì cơ thể của chim bồ câu có cấu tạo ngoài thích nghi hoàn toàn với đời sống bay, thể hiện qua những đặc điểm. Thứ nhất đó là về thân của nó, thân có dạng hình thoi nè, để làm giảm sức cản của không khí khi bay. Chi trước biến đổi thành cánh để quạt gió. Chi sau có bàn chân dài, có vuốt ba ngón trước và một ngón sau giúp chim hạ cánh hoặc là bám chặt vào cành cây khi đậu. Bộ lông đó là lông vũ. Lông vũ là đặc điểm đặc trưng cho các loài chim nhé. Có hai loại đó là lông ống. Lông ống sẽ tạo thành phiến lông, ha, hình thành nên cánh và đuôi của chim có vai trò như bánh lái. Lông tơ gồm các sợi lông mảnh làm thành chùm lông xốp, giúp giữ nhiệt và làm nhẹ cơ thể. Đặc điểm của mỏ đó là mỏ sừng, mỏ cấu tạo bởi chất sừng, bao lấy hàm không có răng, làm cho đầu chim nhẹ. Cổ thì dài, phát huy tác dụng của giác quan để thuận lợi bắt mồi hay là rỉa lông cánh nha. Đó là về đặc điểm cấu tạo ngoài. Về cách di chuyển thì ở lớp chim có hai kiểu di chuyển, đó là bay vỗ cánh như là chim bồ câu hoặc là bay lượn như là diều hâu nha. Bài 44 đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim. Trong bài này các em chỉ ôn phần 2 La Mã và 3 La Mã. Phần 2 La Mã đó là đặc điểm chung. Đây các em, lớp chim có những đặc điểm chung như thế nào? Chim là động vật có xương sống thích nghi cao với đời sống bay lượn. Mình có lông vũ bao phủ. Lông vũ đó là đặc điểm đặc trưng về cấu tạo ngoài cho lớp chim ha. Chi trước biến đổi thành cánh nè, có mỏ sừng, là động vật hằng nhiệt. Trứng lớn có vỏ đá vôi và được ấp nở ra con nhờ vào thân nhiệt của chim bố mẹ. Và các em ôn phần thứ 3 La Mã. Phần 3 La Mã đó là vai trò của lớp chim. Đây các em. Thì lớp chim có những vai trò là vừa có ích
như là cung cấp thực phẩm nè, sử dụng lông của nó để làm chăn đệm đồ trang trí, hay là huấn luyện để săn bắt mồi nè, phục vụ du lịch săn bắt, giúp tiêu diệt sâu bọ, động vật gặm nhấm gây hại, giúp phát tán cho cây rừng và thụ phấn cho cây về có hại như là chim ăn cá, quả hạt, và nó còn là động vật trung gian truyền bệnh, đó là bệnh cúm gia cầm nhé. Như vậy cô nhắc lại trong bài 44 này các em chỉ ôn phần 2 và phần 3 La Mã nhé. Bài 46, lớp thú hay còn gọi là lớp có vú, đại diện đó là thỏ. Về đời sống, thỏ hoang sống ven rừng trong các bụi rậm nè, kiếm ăn chủ yếu vào buổi chiều và ban đêm. Nó có tập tính là đào hang nhé, tự vệ bằng cách là chạy trốn hay là ẩn nấp, ăn thực vật kiểu gặm nhấm, và chúng là động vật hằng nhiệt. Như vậy trong ngành động vật có xương sống có 5 lớp, thì lớp cá, lưỡng cư, bò sát là những động vật biến nhiệt, riêng lớp chim và lớp thú là những động vật hằng nhiệt. Các em lưu ý điều này nhé. Về sinh sản thì thỏ thụ tinh trong, phôi phát triển trong tử cung của thỏ mẹ, và đẻ con có nhau thai, hay còn gọi là hiện tượng thai sinh đó. Nhau thai có vai trò là giúp trao đổi chất giữa mẹ với phôi. Trao đổi chất như thế nào? Đó là nhờ có nhau thai thông qua dây rốn thì chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ sẽ được chuyển sang cho phôi, và những chất bài tiết từ phôi sẽ được chuyển sang cơ thể mẹ để loại ra ngoài. Và một đặc điểm nữa đó là nuôi con bằng sữa mẹ. Và các em thấy nè, đặc điểm đó là phôi phát triển trong tử cung, đẻ con có nhau thai hay còn gọi là hiện tượng thai sinh, và nuôi con bằng sữa mẹ, đó là đặc điểm tiến hóa trong sinh sản của thỏ ha, hay là tiến hóa nhất trong sinh sản của động vật nha. Đến đây cô có một câu hỏi yêu cầu đặt ra như thế này: em hãy nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với sự đẻ trứng và noãn thai sinh như thế nào? Hiện tượng thai sinh, cô nhắc lại, đó là hiện tượng đẻ con có nhau thai. Như vậy ưu điểm của nó là, thứ nhất đó là do phôi phát triển trong tử cung của thú mẹ nên phôi sẽ được bảo vệ an toàn hơn nè, điều kiện sống thích hợp hơn để nó phát triển ha. Phôi nhận được chất dinh dưỡng từ mẹ, từ cơ thể mẹ đó, nhờ có nhau thai cho nên nó không lệ thuộc vào noãn hoàng có ở trong trứng ha. Và đẻ con non được nuôi bằng sữa mẹ nên con non sẽ có sức sống cao hơn so với những loài đẻ trứng nhé. Đó là ưu điểm của hiện tượng thai sinh so với đẻ trứng hay là noãn thai sinh nhé. Các em cần lưu ý câu hỏi này. Phần 2 La Mã, cấu tạo ngoài và di chuyển của thỏ như thế nào? Đây các em, về cấu tạo ngoài thì đặc điểm cơ thể có bộ lông, đó là bộ lông mao dày xốp. Lông mao đó là đặc điểm đặc trưng cho các loài thú về cấu tạo ngoài nhé. Ý nghĩa đó là giúp cho nó che chở cũng như là giữ nhiệt cho cơ thể. Về chi thì có vuốt, có chi trước ngắn hơn nè, dùng để đào hang. Chi sau dài khỏe để nó giúp nó bật nhảy xa và chạy nhanh. Về giác quan thì giác quan gồm có mũi, mũi của nó rất thính và lông xúc giác nhạy bén, giúp cho nó thăm dò thức ăn và môi trường sống. Về tai, tai của nó cũng rất thính ha, vành tai dài lớn cử động theo các phía để giúp nó định hướng âm thanh và phát hiện sớm kẻ thù. Đó là về cấu tạo ngoài ha, thì cấu tạo ngoài của nó thích nghi với tập tính là chạy trốn ha và ẩn nấp. Về di chuyển thì nó di chuyển bằng cách là nhảy đồng thời cả hai chân sau. Bài 49, bộ dơi và bộ cá voi. Bộ dơi đại diện như là dơi ăn sâu bọ nè, dơi quả. Về đặc điểm của bộ dơi đó là nó là những loài thú thích nghi với đời sống là bay nha. Chúng có màng cánh rộng nè, thân ngắn và hẹp nên có cách bay thoăn thoắt thay hướng đổi chiều một cách linh hoạt. Chân yếu có tư thế bám vào cành cây treo ngược cơ thể, và khi bắt đầu bay thì chân chỉ rời vật bám và tự buông mình từ trên cao nha. Bộ cá voi đại diện đó là cá voi xanh hay là cá heo. Đặc điểm chung của bộ cá voi đó là những loài thú thích nghi hoàn toàn với đời sống ở trong nước. Có cơ thể hình thoi nè, cổ rất ngắn, lớp mỡ dưới da rất dày. Chi trước biến đổi thành chi bơi, có dạng bơi chèo, vây đuôi nằm ngang và bơi bằng cách uốn mình theo chiều dọc. Nha.
Tiết ôn tập đến đây là kết thúc. Cô chúc các em ôn tập thật tốt nè, làm bài kiểm tra đạt được kết quả cao nhất. Cô mến chào tất cả các em.